Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sân Sale và Đánh Giá, là mình đây, Phú Trần. Và trong video ngày hôm nay, cùng mình ngắm nhìn lại toàn cảnh những chiếc máy của Realme mà mình cảm thấy ổn áp nhất trong tầm giá, từ bên tay trái sang đi. Coi như là tất cả phiên bản đây là phiên bản 8128 nhá. Ở bên tay trái này là Realme Q3S với cái mức giá đâu đó khoảng 5 triệu. Tiếp theo là Realme GT5 AT khoảng 5 triệu 7, Realme Q5 Pro khoảng 6 triệu hơn một chút, Realme GT Neo 2 khoảng 7 triệu, Realme GT Neo 3 8 triệu. Thế là chúng ta đã có toàn cảnh cái mức giá tầm khoảng 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, tất cả đều trong này. Các bạn cùng mình ngắm nhìn và đi sâu chi tiết những cái điểm yếu, điểm mạnh ở từng máy nhá. Và về thôi. Các bạn ơi, các bạn ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một dàn máy ở đây đều ra mắt ở năm 2021 và 2022. Có Q3S này, có Neo 2T này và có Realme GT Neo 2 ở 2021, còn Q5 Pro và Realme GT Neo 3 ở 2022 nha. Về thiết kế trước đi, các bạn có thể thấy cái cụm cam nó tương đồng với nhau, chỉ có Neo 3 phải chăng nó to hơn một chút thôi. Tất cả cụm cam đều theo chiều dọc như thế này, có Realme Q5 Pro và Realme GT Neo 2 cụm cam y hệt nhau, nó chỉ khác cái phần ở giữa, cái biểu tượng này 64 megapixel này, đấy, Magic Camera AI này, nó cũng khác nhau một tí. Logo Realme có Q3S, có Neo 2T và có Q5 Pro đều ở bên tay trái với dưới cùng này. Còn bên này thì sao? Chúng ta có Neo 2 ở bên tay phải và cái phiên bản nón chuối của mình thì nó được đặt ở trong cái khung như thế này. Đấy, cái màu đen. Có thể bóc ra được các bạn nhá. Nhưng mà không biết bạn nào bóc thử chưa? Đấy, còn Realme GT Neo 3 thì chúng ta có một cái chữ nó phá cách một tí là nằm ngang như thế này. Trong 5 chiếc máy này, nặng nhất vẫn là Realme GT Neo 2 với trọng lượng là 199.8g. Và trọng lượng nhẹ nhất là Realme GT Neo 2T là 186g thôi. Và khi các bạn cầm nắm như thế này nhá, thì cái trải nghiệm mình cảm thấy nó ok nhất vẫn là Realme GT Neo 3. Trọng lượng nó cũng vừa phải và cầm nắm thì nó dễ dàng. Mỗi tội là cái màn hình hơi to thôi, bạn nào tay nhỏ thì có thể là lựa chọn Realme GT Neo 2T, nó vừa phải hơn. Chất lượng mặt lưng bằng nhựa có Realme Q3S, có Q5 Pro. Còn Realme GT Neo 2T thì mình không biết chính xác là nhựa hay kính nhá. Chỉ biết là đây, với Neo 2 và Neo 3 đều là kính AR cả. Cái khung trên là máy đều là khung nhựa thôi. Ok, về mặt trước, anh em nhìn icon thấy loạn chưa? Loạn không? Quên mất không bỏ anh em, Realme Q5 Pro, Realme GT Neo 2 và Realme GT Neo 3 mình đã up ROM quốc tế rồi nhá. Nên là anh em nhìn icon nó khác hoàn toàn với hai máy này. Rồi, vài phần cài đặt đi cho dễ nhìn, anh em nhìn loạn khó. Về vị trí camera trước, bốn máy này đều ở bên tay trái, có Realme GT Neo 3 ở giữa thôi. Và các bạn thấy cái kích thước ở camera này, chỉ có Realme Q3S nó to hơn và có phần nào đó bị chảy mực ra nhá, nó hơi mờ mờ. Chuyển sang phần màn hình, có lẽ Realme Q3S là cái màn hình có tấm nền kém nhất thôi. Do chỉ có một mình thôi nên là không thể chạy một phát cả năm máy đều cùng lúc video nha, bạn thông cảm. Mặc dù cái tấm nền trên Realme Q3S là IPS LCD, nhưng bù lại các bạn sẽ có một cái tần số quét cao hơn là 144Hz. Và cái độ sáng mình có để tất cả máy ở đây đều giống nhau nha, tầm khoảng 80%. Kích thước màn hình trên Realme Q3S là 6.6 inch. Tiếp theo với Realme GT Neo 2T là Super AMOLED nha, 120Hz. Và cái độ sáng khi bạn ra ngoài trời nắng cực kỳ ok luôn, bởi vì cái độ sáng nó khoảng 1000 nit mà. Kích thước màn hình trong 5 máy nhỏ nhất là 6.43 inch. Sang Realme Q5 Pro nhá, các bạn thấy không? Cái màu sắc không biết thế nào nhá, cái màu sắc trên Realme Q5 Pro nó lại sáng hơn so với lại Realme GT Neo 2 và Realme GT Neo 3. Ôi nó hết rồi. Tấm nền được trang bị trên Realme Q5 Pro là AMOLED 120Hz nhá. Và độ sáng tối đa các bạn có thể pick lên đến 1300 nit. Kích thước màn hình là 6.62 inch. Với Realme GT Neo 2 trang bị tấm nền E4 AMOLED cực kỳ tuyệt vời của Samsung rồi, tần số quét là 120Hz, độ sáng tối đa các bạn có thể pick lên đến 1300 nit, kích thước màn hình là 6.62 inch và sẽ được trang bị kính cường lực kinh công thế hệ thứ 5. Với Realme GT Neo 3 thì sao? Nói chung không có gì khác biệt quá nhiều so với lại Realme GT Neo 2 đâu. Mình không nhớ chính xác cái tấm nền trên máy này là E4 AMOLED hay là AMOLED, bởi vì mình không thể hãng công bố mà. Tần số quét vẫn là 120Hz rồi và kích thước màn hình là 6.7 inch. Vẫn được trang bị kính kinh công thế hệ thứ 5. Đến cái phần hiệu năng này, Realme Q3S chạy Snapdragon 778G, ổn áp nhất trong tổng giá luôn. Đây, các bạn thấy nhá, với Realme GT Neo 2T chạy Dimensity 1200 AI. Và cái phiên bản tiếp theo là Snapdragon 870. Realme GT Neo 2 cũng chạy Snapdragon 870. Và cuối cùng Realme GT Neo 3 chạy Dimensity 8100. Nói chung tất cả 5 máy này đều chiến game rất tuyệt vời luôn. Đây, Realme GT Neo 3 này mình có up lên cái phiên bản quốc tế, vẫn có update lên cái phiên bản mới 695MB. Còn Neo 2 có phiên bản update 2.58GB. Bình thường với Q5 Pro nếu bạn không có update sang cái phiên bản quốc tế nhá, thì sẽ không có chế độ GT đâu. Còn khi bạn update sang cái phiên bản quốc tế rồi, chúng ta sẽ có cả chế độ GT đây. Bật
Đây cũng tương tự này, Neo 2 chắc chắn sẽ có chế độ GT rồi, mình bật hết rồi. Đó. Có chế độ GT. Realme GT Neo 2T cũng tương tự, cũng có chế độ GT nha. Có mỗi Realme QBS là không có chế độ GT thôi. Về hiệu năng, 778G trên Realme QBS các bạn hoàn toàn có thể chơi game một cách thoải mái, vô tư luôn nhá. Trừ Genshin thôi, còn lại bận tẹt luôn. Nhiệt độ khi chơi game loanh quanh tầm khoảng 40 đổ lại hoặc 41, 42 là cùng thôi. Đó, còn với Realme GT 2T, Dimensity 1200i, trên game các bạn không phải nghĩ. Kể cả game nặng nhất là Genshin Impact các bạn gắn thêm xóa lạnh vào thì vô tư luôn. Ở mức trung bình 60fps các bạn chơi vẫn rất mượt nha. Còn với Q5 Pro chạy Snapdragon 870, chơi Genshin Impact ở mức trung bình thì nó hơi yếu một tí. Nhưng riêng với lại Realme GT Neo 2 nhá, hôm nay mình có test thử rồi. Khi mà chơi Genshin Impact ở mức trung bình và 60fps với cái bản ROM quốc tế này nhá, nhiệt độ nó loanh quanh tầm khoảng 40 độ, 41 độ và FPS trung bình nó cực kỳ ngon luôn, 58 phẩy mấy, cái biểu đồ thẳng tắp luôn các bạn. Dimensity 8100 trên Realme GT Neo 3, các bạn hoàn toàn có thể chơi Genshin Impact Max Setting được. Về phần camera, mình sẽ không nói lại chi tiết từng thông số phần cứng của từng máy nữa. Có Realme QBS có cam chính là 48 chấm, Neo 2T, Realme Q5 Pro và Realme GT Neo 2 có cam chính là 64MP và Realme GT Neo 3 là 50MP. Đầu tiên là QBS, các bạn thấy cái màu sắc nó không được nổi khối nhiều nhá, nó hơi bệnh đó. Với Neo 2T này, với Q5 Pro và với Realme GT Neo 2, các bạn có thể thấy nếu mà cái màu sắc nó được ổn và trung tính nhất thì mình thấy ổn nhất là Realme Q5 Pro nhá. Với Neo 2, tất cả đây mình lưu ý là mình đều bật chế độ AI rồi nhá, nó hơi sáng đấy, màu sắc bầu trời các thứ thì nó hơi rực quá. Còn đây là ảnh ultra wide, các bạn có thể nhìn qua video để đánh giá nhá. Với Realme QBS không có cái cam ultra wide đâu nha, chỉ có 4 máy này thôi, các bạn có thể thấy. Với Q3S khi mà chụp với Zoom 2X thì nó bị cháy sáng tương đối nhiều, kể cả cái khu vực ở tường ở trên trường học này, đấy, bị phát cháy sáng. Với Realme GT Neo 3, một vài cái vùng tối nó không được tốt cho lắm ấy. Đó, mình thấy ổn nhờ. Với Q5 Pro này, các bạn thấy không? Một vài cái vùng tối nó được lấy rất ok nhá. Có khi ổn nhất mình lại thích Q5 Pro chứ lại. Đó, màu sắc về cái máy tone này. Còn đây, nếu mà ổn áp nhất thì tự nhiên mình thấy cái Q5 Pro nó phải đẹp hơn nhá. Đúng không các bạn? Các bạn nhìn giúp mình cái. Tiếp theo về quay video. Đấy, mình cố gắng làm nhanh nhất có thể rồi. Quay video các bạn chịu khó nhìn nhá. Đây, về chất lượng quay video thì mình thấy Neo 3 nó có chống rung của OIS, thành ra thì nó ổn hơn tương đối nhiều. Còn QBS khi bạn còn quay phim thì nó chán lắm. Đây, mình sẽ chiếu lại một lần nữa các bạn nhìn nha. Ui giời, mượt thế. Đó, thấy không? Cái màu sắc của Neo 2 và Neo 3 khi mà chuyển sang vùng trời AI này thì nó đều có được đẩy tông lên. Còn với Q5 Pro nó đẩy tông lên một chút thôi, nhưng mà không rõ ràng. Nó tương tự giống như kiểu Realme GT Neo 2T các bạn. Còn Realme QBS thì thôi nha, quay phim chán lắm. Quay phim ổn áp nhất vẫn là Neo 3, Neo 2 và Q5 Pro nha. Về camera selfie, Neo 2, Neo 3 hay Q5 Pro thì nó cũng tương tự nhau nha. Sang cái phần loa thì chỉ có Realme QBS chỉ có một loa thôi, còn lại đều có hai loa cả các bạn nhé. À, có một cái điểm nữa là chỉ có Realme GT Neo 2T có jack cắm 3.5, còn lại không có. Về pin, với Realme QBS có dung lượng pin là 5000mAh, đi kèm với công suất sạc là 30W. Với Realme GT Neo 2T, do ở trong cái thân hình nó nhỏ gọn như thế này, nhỏ nhắn xinh xắn như thế này, thì cái dung lượng pin của máy chỉ là 4500mAh thôi. Và cái công suất đi kèm nó không phải là yếu nha, 65W, thử sức cho các bạn chơi thoải mái rồi. Với Realme Q5 Pro, dung lượng pin của máy là 5000mAh và công suất sạc đi kèm rất là ổn áp luôn, 80W. Cho cái thời gian các bạn sạc đầy cái máy này nó cũng nằm khoảng 32 phút thôi, tầm tầm đấy. Với Realme GT Neo 2, cái dung lượng pin là 5000mAh nhá, và công suất sạc đi kèm là 65W. Cuối cùng, Realme GT Neo 3, cái công suất sạc cũng ngang với lại Realme Q5 Pro thôi, và cái dung lượng pin là 5000mAh. Trong năm máy chỉ có duy nhất Realme QBS là có cảm biến thiểu cùng thông nguồn, còn lại đều ở trong màn hình cả nha. Ok, vừa rồi là video mình có cho bạn nhìn tổng hợp lại tất cả các yếu tố một dàn máy của Realme trong tầm giá tầm khoảng 5 triệu đến 8 triệu mà ổn áp nhất thì các bạn cảm thấy thế nào. Trong năm máy này thì các bạn chọn máy nào, đừng quên để lại comment bên dưới nhé. Rất mong các bạn ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh để chúng mình đưa ra được thật nhiều video hay ho và thú vị hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.